bảo rồi cả nhà. Xin chào cả nhà, thì tiếp tục trong buổi trưa ngày hôm nay mình cũng chia sẻ với nhà mình cũng như ghe plan thì cũng tiếp tục test lần thứ hai anh chị. Giờ này 12 giờ trưa cả nhà, mình cũng mới vừa sáng mình cập nhật cũng ít rồi anh chị, nên chắc chưa mình cũng cố gắng trở lại cập nhật cho cả nhà xem. Nhắm đó. Ghê quá lực rồi nha. Giờ anh em đang xoay chuyển lại tiếp tục nha anh chị.
Đây là chiếc gang mới clan thì cũng mới vừa khởi công đóng trong năm nay anh chị. Cũng nhân dịp lễ festival hồi thứ 6 diễn ra trên dòng sông Bastigo. Tục lướt anh chị ơi. Em giờ đang quay đầu lại nữa nha cả nhà. Ủa, mới một hai dầm thôi đi ghe đi quá chị ơi. Tốc độ trời.
rồi chị ơi. Rồi mình cũng xin kết thúc video tại đây luôn nha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi cả nhà.